vô đây, theo anh. Để anh chỉ cho em. Đây nè, là cái ghế mà mỗi lần ngày xưa anh nhớ em đó. Anh ngồi đây, anh nhắc lại ôn lại những kỷ niệm đẹp của thơ mộng của anh. Ủa, con bắt rồi. Trời ơi, mới qua Mỹ có mấy ngày mà đi đâu cũng không đi sát mình trên lạc hoài. Em ơi, bé Mộng ơi. Anh ơi, giúp em với. Cái gì? Anh giúp em với. Sao vậy? Chuyện gì? Anh giúp em bịt mấy cái ống nước bị vỡ rồi. Trời ơi, ống nước nhà bị vỡ hả? Không, ống nước công viên. Ống nước công viên nó vỡ lung tung cả lên. Em bịt hết ống này nó lại thò lên ống khác. Bịt hết ống này nó lại thò lên ống khác. Em bịt mới được 20 mấy ống thôi. Còn bây giờ nó thò lên khắp nơi rồi. Trời ơi, cái đó là cái tưới nước tự động của người ta ông ơi. Khổ quá. Trời ơi, bịt bao nhiêu cái ống rồi? Em bịt được 20 ống rồi đấy. Trời ơi. Thôi anh thủ tiêu đi. Thôi. Nếu mà người ta thấy người ta bắt em chết. Trời ơi. Ôi thế em thấy nước nó xịt nó văng tung tóe em tưởng lâu là vỡ ống nước. Ngồi xuống. Công nhận ơi. Nước Mỹ này cái gì cũng lạ với em anh nhỉ. Ừ. Anh nói cho em nghe, em mới qua đây á, em muốn học nhưng phải từ từ, nghe không? Anh. Ừ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh nhá. Được. Em thấy Mỹ nói tiếng Anh ào ào em thích lắm cơ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh để em nói chuyện với người Việt. Mình chơi như thế nó mới sốc. Sốc quá rồi đó. Không, tại vì em á, em nói là nhiều khi em nói chuyện mà em nói tiếng Việt mà Mỹ nó không hiểu. Ủa sao vậy? Hôm đấy em đi từ phi trường Los Angeles em sang Houston này này. À. Xong em vào em đưa cái vé cho nó. Xong mà em thấy một cái điều vô cùng vô lý là mình đã đưa cái vé như thế thì nó nhìn thấy mặt mình đáng lý nó phải cho mình đi chứ. Đúng. Xong nó bảo, ai đi? Xong em bảo là em đi. Nó cứ nhìn em này, nó cứ trợn mắt nó nhìn em này, nó cứ bảo là ai đi, xong bảo ô tôi đi, xong rồi em nó cứ bảo là no ai đi, xong rồi tao đi, em điên dần lên anh hiểu không? Em điên dần lên, xong em lấy tiếng Việt ra, em dồn hết sức bình sinh em chửi thẳng vào mặt nó, thế tao không đi tao vác xác ra đây làm gì? Thế xong nó lại nghe nó không biết gì, xong nó lại rước một cái anh Việt Nam đến đưa cái passport em lên, thế là nó cho em đi. Trời ơi, em ơi. Thế mình đi mà nó chả hiểu là ai đi. Em nói vậy là em hiểu lầm người ta rồi. Sao? Ai đi là bên này là cái thẻ có cái hình, là cái như là cái căn cước mình hồi xưa đó. Chứ đâu phải nó hỏi là em đi hay là ai đi. Ôi chết mẹ, thế là em nhầm nữa à. Nếu hôm nào anh mua cái vé máy bay cho em sang đấy xin lỗi nó nhá. Mình làm có lỗi là mình phải xin lỗi. Đấy. Ôi, biết ổng đâu rồi mà xin lỗi. Ôi thế à? Thế không biết thôi. Em không đặt quá. Biết đỡ cái bé. Nè. Vâng. Nè, anh nghe nói là trước khi qua đây á, em có học tiếng Anh phải không? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ anh dặn em là phải học tiếng Anh. Thế là em phải tự động em học. Ừ. Bây giờ đó, kể cho anh nghe coi vài chữ coi có rành không? Ồ, dễ như không ấy mà. Ngày xưa anh nhớ không? Ở Việt Nam là em làm gì? Em là... Nói chung là em đầu bếp chuyên môn nấu bún riêu. Đúng. Đấy. Thế là em học, anh bảo em á, học trước tiên là học cái gì? Học hello, goodbye, rồi học thứ ngày tháng. Đúng, đúng. Đấy. Thế là em mang hết cả đồ dùng ở trong bếp ra em học. 2 ngày thôi em học thuộc hết, không thiếu một chữ nào về thứ ngày tháng. Ủa? Sao hay vậy? Nhớ nhanh kinh khủng nhá. Sao vậy? Đấy là ý của em đấy. Sao? Đây này, ví dụ như thứ hai. Em khó nhớ quá, không nhớ là cái gì. Xong em vác cái mâm ra, đây mâm đây là thứ hai. Đúng không? Mâm đấy. Thế xong em vác hũ tiêu ra, em bảo tiêu đây là thứ mấy? Thứ ba. Đấy, thứ ba. Đấy, rồi thứ tư đấy là dọn dẹp đấy là West đây. West đây. Đấy, thứ sáu là cái gì? Thứ sáu là mang nguyên cái dao phay ra, phay đây là thứ sáu. Thứ bảy là phải rượu rắn. Sao vậy? Xà tiểu đây. Xà tiểu là rượu rắn đây. À. Còn chủ nhật là sướng đây. Nghe thì thấy cười rồi đúng. Không, nghe thì rất là buồn cười. À. Nhưng mà rất là có lý. Đúng. Cứ em khuyên các chị nào ấy, cứ thứ bảy cho chồng uống xà tiểu đây là chủ nhật là sướng đây ngay.
Em giỏi quá. Em nhá, em sang đây á cũng một lô tiếng Anh đấy, nhưng mà có nhiều chữ em vất vả vẫn không hiểu. Em chưa hiểu phải không? Nó ngược hết với Việt Nam anh ạ. Ừ. Ví dụ. Đấy, ví dụ như là em là đầu bếp chính của cái gánh bún riêu của em. Đúng. Ví dụ Việt Nam là đầu bếp là nấu ăn, còn bên này đầu bếp lại là sếp cức. Hả? Cái gì? Trời ơi, không phải gì đâu em ơi. Chip cook. Cái gì? Chip cook. Ồ, chip cook à? Ờ. Sao hôm nay cái chị kia, chị ở Mỹ mười mấy năm trời, xong rồi về chị, em hỏi chị ơi chị làm gì thế? Xong bà làm sếp cức. Em tưởng bà làm, em tưởng bà ấy làm trong công ty phân bón. Chắc cái bà đó cái miệng bà làm sao á. Em có biết đâu. Ờ. Em đừng có nghe mấy người nói nghe không? Vâng. Nè, anh nói em nghe, bên Mỹ nè, chỗ nào mà vui á thì người ta kêu là fun. Ồ, thế bên Pháp vui hơn. Sao bên Pháp vui hơn? Bên Pháp đi đâu cũng thấy fun. Fun đầy đường ấy. Không phải. Fun đây là funny đó. Fun là vui đó. Thở chứ không phải cái đó em ơi. Sao em cứ nghe loang thoáng. Ai biết đâu, em thì dân nhà quê nghe fun fun, em tưởng đâu toàn thứ bón ruộng. Nè, anh nói cho em nghe. Dạ. Qua đây rồi đó ha, anh đề nghị em nè, đừng có bận đồ bà ba với lại quần đen đi ngoài đường, nó kỳ lắm. Ô, anh buồn cười nhỉ, đây là xứ tự do mà, mình muốn bận gì mình bận chứ có việc phiền gì đến ai đâu nè. Miễn ra mình thấy thoải mái là được rồi. Thì anh biết rồi, nhưng mà cho nó hạt chứ cái bên này, nghe không? Tướng em đó, anh nói em nghe nè, đứng dậy coi. Đó, tướng em là dông dỏng cao như nè, chân dài tới nách nè, trời ơi, bận váy là số 1. Bận cái gì? Váy đầm ấy. Anh ơi, em bận váy bao nhiêu người đây ói ai hốt. Rồi ói. Anh một cười chân dài đến lách nhưng cũng tùy chân. Gấm chân người ta phẳng phiu, chân người ta trơn lu. Còn chân em độc hoa không thế này. Gấm nào kiến cắn này, nào muỗi cắn này, làm ruộng này, phèn nó đóng này. Gấm bận áo đầm vào tổ tủi hổ cái áo đầm. Không, em biết lượng sức mình. Nè, anh cho tiền đi lột da. Ô, tự dưng đang ở Việt Nam làm người sang đây làm ếch à? Tự dưng lại đi lột da làm gì? Đâu phải lột da ớt. Trời ơi, lột da cái lớp da ngoài thôi cho nó đẹp. Thôi, tôi không lột đâu. Người tôi sống nhờ da, tôi lột hết da, tôi sống vào cái gì? Chả còn tí thịt nào protect cái xương cả. Thôi được rồi, tôi tùy em. Nhưng mà, để coi. Trời đất ơi, em rất là đẹp. Nhưng mà có cái bờ môi là chưa có đủ sexy. Anh cho tiền đi bơm môi. Thôi em sợ lắm. Sao vậy? Thôi em thấy cái tai nạn bơm ấy rồi. Bơm môi là mắc mớ gì tai nạn. Đây Việt Nam thì ham to đấy. Ai? Việt Nam ham to. Rất nhiều bà bơm xong còn xin tí. Xin tí. Hôm đấy em chứng kiến ngay tại chợ Sài Gòn. Ngay hàng cá luôn. Bà kia mới vừa vào bơm cái môi đến đây này. Môi trẻ đến đây này. Xong vừa bước vào hàng cá hỏi bao nhiêu ký lô, con mẹ bán cá vỗ cho một cái bóp. Xong bà đứng bà hỏi, ô con này sao tự dưng tao mua cá xong mày đánh tao? Nó cá người ta tươi thế kìa, sáng sớm bà trẻ môi thế này chó mùa. Trời đất ơi. Cái đó là tai nạn mà, nó không có thảy ra thông thường. Thôi em sợ lắm, gớm khổ. Em nhớ là em cứ thêm tí, sau này hôm nào nó vỗ cho em nó đến bể mồm thôi mệt rồi. Em giữ cái mồm như thế này, mồm em như đống thịt bò thế này anh chưa vừa lòng à? Thôi được rồi. À, tùy em. Vâng. Nhưng mà anh nói em nghe, kể từ ngày hôm nay. Vâng. Em qua tới đây rồi. Vâng. Thì em để cho anh lo cho em ha. Em không cần phải làm cái gì đụng tới móng tay em hết trơn. Không, móng tay em cắt hết rồi, cho em làm đi. Em ở nhà em buồn lắm. Anh ơi, anh phải cho em đi học này, anh phải cho em học lái xe, em phải cho anh học tiếng Anh, anh phải cho em học cái nghề gì đấy để em làm, em giúp đỡ anh. Em không phải làm gì hết trơn ha. Mọi chuyện để anh lo, nghe không? Anh làm á không đủ á, anh làm thêm mấy job cũng được. Em chỉ việc hưởng thụ, em ăn rồi nằm một chỗ cho anh. Ô, đang tự dưng đang người bình thường đi đứng đàng hoàng, xong từ Việt Nam sang đây liệt à? Trời, không phải liệt, ý nó là em nằm ở nhà hưởng thụ thôi. Không phải làm gì hết. Em thì em thích đi làm, em ở nhà em buồn lắm. Nè, em cần gì? Em muốn đi shopping cái gì? Mua sắm cái gì? Em muốn đi mua bất cứ gì, anh đưa tiền cho em nha. Nè, nếu mà em buồn, anh cho em đi học nhảy đầm luôn. Được không? Ôi chết, từ xưa giờ cứ trên bờ dưới ruộng nhảy, xuống ruộng nhảy lên bờ. Bây giờ học nhảy đầm, học thế chó nào được rồi ơi. Học cho nó đỡ buồn, thể thao đó em. Thôi anh thích thì em chiều anh. Rồi, vậy nha. Tôi về nấu cơm ăn đi. Thôi bây giờ tối rồi, về. Anh,
đem mấy cái bọc ni lông này cất đi. Xong ra gỡ hộ em mấy cái ống nước đang em đang cột lại hết rồi. Rồi nước thịt nước hết rồi anh ạ. Rồi. Nhanh nhanh đi nhá. Ừ. Tôi đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thở dài, ngồi đợi chờ em trong phòng vắng, buồn thì cười vui khóc như điên, biết bây giờ đang rước ưu phiền. Tôi đã lầm to, tôi đã lầm, tôi biết tôi lầm. Lầm thì lầm, tôi đã lầm quá. Lầm thì lầm, tôi đã lầm to. Tôi đã lầm, lầm to. Nhà em đi vào phố, rồi đêm đi nhảy đầm, ngày đi binh sập sáng, lúc vào shopping mall, để nhà như cái nhà kho, thân tôi như là trâu bò. Rồi em mua, rồi em sắm, là đô la, là nước mắt, là công tôi miệt mài cài đêm ôi cài ngày, để em có tiền sai quá. Tôi đã lầm theo anh sang đây, tâm hồn tan nát từng ngày, nằm chờ chồng như con mèo đói, chồng làm về ngủ ngáy ô, muốn yêu chồng nó lại không cho. Em nói là sao? Em nói là em muốn yêu tôi mà tôi không cho. Chính xác như thế. Tôi đi làm 2-3 job tôi mệt tôi phải ngủ chứ, thấy không? Ngủ ngáy là chuyện bình thường. Ồ, có gì đâu mà em cầm lên. Nhưng mà ông không ngáy bình thường như người khác. Tôi ngáy nếu sao? Nếu ông ngáy đều đặn thì tôi còn ngủ được. Thân xác tôi ngày càng còm cõi đi là tại vì ông. Gớm khổ bao nhiêu năm tháng để ở một năm trời để ăn bơ ăn sữa mà thịt không có, toàn da với xương. Tại vì sao ông ngáy kinh khủng như người ta đâu. Ông ngáy mà đều đặn thì tôi còn ngủ được. Lâu lâu ông cứ bố thằng nào ngủ cho được. Thì tôi đi làm bả tôi mới may ngáy như vậy. Ai bảo ông đi làm? Đấy bây giờ còn than thở mang tôi đây sang khổ à? Gớm khổ sao không lấy tự viết bài mà hát, còn lấy cả nhạc ông Lam Phương chế lời lại. Tôi hận quá tôi phải làm chứ sao, mới viết chưa có thụ kịp rồi. Mà tôi hỏi bà ăn mặc cái gì, đêm khuya bà đi đâu vậy? Nhảy đầm. Hả? Tôi đi nhảy đầm. Bà đi nhảy đầm? Ngày xưa ông bảo tôi phải đi học nhảy đầm, tốn 700 ngay ngày đầu tiên ông không chịu. Đến giờ tôi phải cố gắng lắm tôi mới nhảy được đầm đấy. Đấy, ông có nhớ cái 700 đấy không? 700 gì? Gớm khổ, ngày xưa tôi có mang được guốc cao gót đâu. Ngày xưa toàn chỉ guốc mộc thôi. Ông bảo mang guốc cao gót vào, vừa bước vào sàn nó làm xẹp thế này. Thế đi chụp x-ray đấy, x-ray đấy. Thế thằng Mỹ nó là bác sĩ nó lại quất cho 300 mà hình trắng đen, không thấy được cái gì. Đấy, rồi về nằm treo giò lên 4 hôm, 400 nữa là 700. Còn tôi ăn bận như thế này để đi làm gì á? Ừ. Đi đánh tennis. Hả? Cái gì? Đi đánh... chơi jet ski. Trời ơi, đánh tennis mà bận đồ vậy hả? It's my style. Style cái gì? Hả? Sorry. Mà nghĩ sao mà bận đồ? Trời ơi, ba cái kim sa kim tuyến đầy người hết trơn ấy. Ồ, ông chả bảo là đi ra đường ông phải sáng mặt với người ta à? Thế này chưa đủ sáng à? Hả? Ông tưởng tôi mặc cái này sung sướng lắm à? Con người tôi chỉ như con nhái, thế này tôi phải na trên người bao nhiêu là hột, nó nặng bỏ mẹ ấy. Đây là không gồng là nó cong đến đây rồi. Đây là phải dáng ướng lắm nó mới sừng sững như thế này. Tôi hỏi bà. Gì?
Bà đi đêm tôi không nói, ban ngày cũng vậy. Bà không lo dọn dẹp nhà cửa gì hết trơn, bà bỏ đi cả ngày. Bà đi đâu? Shopping. Ông bảo tôi là phải biết đi shopping, phải biết sắm sửa mới cho bằng chúng bằng bạn. Tiền ông để làm gì? Ông cầy 3-4 chóp làm gì? Chả phải đâu để ông để cho vợ ông xài à? Thế thì tôi đi shopping, ban ngày đi shopping, tối đi casino, buồn buồn đi nhảy đầm, thế thôi. Cho là cái đó là cái ý kiến của tôi. Mà lúc đó tôi thấy bà mới qua ha, tôi sợ bà buồn, tôi mới nói như vậy thôi. Nhưng mà tôi đâu có ngờ bà thay đổi 360 độ. Ăn muốn... quen nhịn không quen. Đó là tại ông. Tại tôi à? Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là tại ông. Ông bảo tôi thay đổi à? Chứ đây này, ông nhìn đi. Ông nhìn cái sự thay đổi của tôi đi đây. Đây, bằng neo đấy, bằng ESL này, bằng lái này. Còn cái bằng này bằng gì đây? Bằng đánh bài. Hả? Bà có bằng này hả? Cái đấy là cái thẻ của ông. À. Ông đánh từ ngày xưa. Tôi lâu lâu tôi lấy đi xong mà ai không để thẻ vào, tôi để thẻ vào tôi lấy phôi. Thiệt, từ một người vợ hiền lành trở thành một người vợ ăn chơi sa đọa, tôi không ngờ. Ô, buồn cười nhỉ? Ăn chơi sa đọa à? Ăn chơi sa đọa mà có bằng neo. Ăn chơi sa đọa mà học được tiếng Anh. Ăn chơi sa đọa mà học được bằng lái. Ngày đầu tiên khi tôi bước chân qua đây, tôi tưởng tôi qua tôi sống một cuộc sống hạnh phúc bên chồng tôi. Nhưng tôi không ngờ, tôi không ngờ anh chả đã động gì đến tôi cả. Suốt ngày anh chỉ biết đi làm. Anh làm để anh cung phụng cho tôi à? Anh có hiểu được cảm giác của tôi không? Đâu phải người phụ nữ nào cũng muốn nằm đấy để chờ chồng đem tiền về cho xài đâu. Tôi không thuộc hạng phụ nữ ấy. Xin lỗi ông, nếu ông cảm thấy không được, ly dị. Đơn giản thế thôi. Em bé đi. Mỏng. Mỏng gì? Bé mỏng. Không kêu tên cúng cơm nha. Bây giờ Jennifer Lu. Cái gì? Lu hả? Em họ Lữ hả? Ừ. Nhưng mà Lữ làm sao đọc được thì Jennifer Lu. Thôi được rồi, Jennifer Lu. Thôi mà đừng có giận mà. Anh hồ đồ, anh biết lỗi rồi. Bên nay anh mới biết anh có hai cái lầm lận chứ không phải một cái. Cái lầm đầu tiên á là em bắt em chịu đựng. Ở trong nhà em khó chịu, anh không biết. Cái lầm thứ hai á là anh đã hiểu lầm em là một người vợ anh chơi sa đọa. Thôi bữa nay thì anh nhìn những cái thứ trong bóp em thì anh đã hiểu rồi. Thôi đừng có giận anh nha, bỏ qua đi. Anh hứa kể từ hôm nay anh sẽ bỏ bớt làm việc, ở nhà lo chăm sóc cho em, có thì giờ để cho hai vợ chồng mình có một cuộc sống hạnh phúc nha. Em chịu không Lú? Tôi không thích gọi bằng Lú. Tôi thích gọi bằng Mỏng ngày xưa cơ. Ok. Nè, từ nay nhá, phải bỏ bớt làm việc đi. Vâng. Ở nhà phải enjoy với vợ chứ. Vâng. Có thế cuộc đời nó mới tươi. Tự dưng xong thả tôi sang đây cứ nhốt như tù ấy. Này. Thôi sẵn đây vui quá. Nhờ hai chồng mình nói chuyện nãy giờ xanh hết tối bụng quá. Đúng không à? Ôi thế được rồi. Ngày hôm nay anh nghỉ việc gì? Không đi làm gì? Được rồi, vào trong đấy em làm cook anh ăn. Ê! Cái gì? Em cook cho cook anh ăn. Có chuyện đàng hoàng. Trời đất ơi, cái đó đi. Năm trước rồi em ơi. Vâng. Sắp bị nhà băng kéo rồi gì? Ôi trời ơi, việc ấy bà lo như kiểu lo bò trắng răng ấy. Ở Mỹ này gần 2 triệu cái nhà nó sắp lôi, chứ có phải mỗi nhà bà đâu mà lo. Gớm, nhà tôi nó cũng sắp lo, nó kéo mẹ nó rồi đây này. Nhưng mà nhờ tôi là thầy, tôi cao tay ấn nên tôi giữ được nhà. Hả? Không có gì. Sao? Yên tâm đi, ngày mai cứ đến nhà tôi vẽ cho một lá bùa, bà về bà dán trước cửa nhà bà. Nhà băng không bao giờ để đưa xe đến lôi nhà bà đi đâu, nó đóng cái cọc nó bán nhà cho người khác thôi. Không, nói thế đùa với bà chị cho vui ấy mà. Thế mà cứ đến nhà tôi đi nhá. Ừ, mang 300 đô. Cái gì?
gớm khổ, mà mỗi tháng bà phải trả tiền nhà hết 3.000 đô, tôi thì giữ cái nhà cho bà tôi lấy một lần có 300 đô. Mà đừng tham với thần thánh nhá. Ừ, cứ thần thánh mà mình rộng rãi bao nhiêu thì thần thánh cho lại mình bấy nhiêu. Vâng, cứ thế đi nha, nếu tốt hơn thì cứ mang 600 hoặc 900 nhá. Vâng vâng, thôi chào bà chị, see you tomorrow. Chào thầy. Chào bà chị. Vâng. Dạ chào thầy. Ôi, nghe thầy nói như vậy thì chắc bùa của thầy linh nghiệm lắm nhỉ. Thú thật với thầy, con không có tin. Nhưng mà mình sống ở Mỹ mà thầy. Không tin thì vác xác lên đây làm gì. Mình đi là mình phải có lòng tin. Bùa ngải cũng thế, thần thánh cũng thế, mình phải tin. Vâng. Đấy, thờ thì dễ mà giữ lễ nó khó. Chị phải tin như thế thì mới được. Dạ. Tôi nói cho chị nghe, chị đừng có nói ở Mỹ mà người ta không tin bùa ngải đâu nhá. Sao thầy? Đây này, chị có thấy bao nhiêu người lính ra trận đi đánh ở Iraq đấy? Dạ vâng. Nó đeo cái nanh heo, đạn bắn không trúng. Ồ, thì ra là mình, nếu mà lính Mỹ họ đeo nanh heo thì đạn bắn không trúng phải không thầy? Chính xác là thế. Thế tại sao con thấy lính Mỹ chết cả 4.000 người trong cái trận mà Iraq á thầy? 4.000 người đấy nó chết là tại đạn bắn trúng đầu trúng tim, có trúng nanh heo đâu. Nanh heo là bùa mà. Ồ, thì ra là như vậy hả thầy? Ờ. Ôi, nhưng mà thầy ở Mỹ ấy, mình sống ở Mỹ, con nghĩ Mỹ, người Mỹ họ không có tin dị đoan. Này, tôi nói cho cô nghe nhá, cô đừng có nghĩ cái thế là cô sai lầm. Thật tình á, nhưng mà mới ngày hôm qua con có nghe người ta mách về thầy. Trong lòng con thì cũng bán tính bán nghi, nhưng mà nghĩ thôi, cứ tới đại thầy xem cái thầy giúp được cái gì hay không. Yên tâm, cứ tới nơi là tôi giúp. Vâng. Nhưng tôi nói đây không phải là tôi tự bào chữa cho tôi là tôi hay tôi giỏi. Dạ. Nhưng cái bùa ngải nó linh thiêng là thật sự. Bởi vì sao cô biết không? Sao sao thầy? Đây này, ứng cử viên tổng thống đấy mà người ta còn phải dùng đến bùa ngải đấy. Ôi rồi ôi, người ta vận động tranh cử đấy cô ạ. Ôi rồi hay. Ứng cử viên tổng thống Mỹ mà còn phải kiếm bùa của thầy à? Đến nhờ tôi đấy. Thế chắc có phải là ông Obama không thầy? Obama chứ Obama, ở tiểu bang nào sang đấy? Dạ con ở New Orleans. Thảo nào cứ nói cứ ốc là ố mà đấy, cái kiểu đấy. Nói về đây này, tôi nói cho cô nghe, cái đấy ông không dùng bùa mà ông dùng ngải nói. Ngài nói ông mới ra ông nói chuyện, ông thu hút hồn người ta để người ta dồn phiếu cho ông ấy. Ồ, thế à thầy? Đây, còn cái này là trong cộng đồng Việt Nam. Ôi giời, cộng đồng Việt Nam mình, sao thầy? Giấu kín lắm. Tôi là đây, cái chữ tận tâm, kết quả, uy tín, kín đáo là nằm hàng đầu tiên. Đếm từ dưới lên, kín đáo. Ồ, dạ vâng. Nhưng mà mình là uy tín. Đấy, dạ, dạ vâng. Mình phải giữ kín đáo cho người ta là bởi vì sao? Người ta làm như thế, người ta đâu có muốn ai biết. Ồ, đây rồi. Là cộng đồng Việt Nam nhé, tôi kín đáo vô cùng, ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết đây này. Vâng vâng, vâng vâng. Ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết, rồi vài triệu người sẽ biết sau này. Ồ, tại sao lại vài triệu người biết thầy? Mai mốt bằng đĩa nó ra thì biết. Đây này, cái người này nổi tiếng lắm nhá. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn đấy. Ai ai thầy? Ông Nguyễn Ngọc Ngạn, ông nhờ ngải nói của tôi mà ông làm MC mới thành công như thế. Ồ. Nói như thế thôi, cô có tin thì tin, cô không tin thì thôi, nhưng nên tin hay hay hơn. Thầy nói thế là ngải nói là có thật hả thầy? Có, tôi nói cho cô nghe, nhiều người người ta dùng ngải nói để người ta đi mượn tiền đấy. Có nhiều người biết là cho mượn không bao giờ nó giả nhưng vẫn cho mượn. Đấy. Cũng may, may là ngày hôm nay con tới gặp thầy, thầy nói cho con biết để con đề phòng. Nhưng mà thầy à, con muốn hỏi thầy ấy, bùa ấy, có linh nghiệm không thầy? Tự vì ấy, con có nghe người ta bảo rằng là có nhiều ông già Việt kiều ấy, gần xuống lỗ rồi, hốt hết tiền của mang vào Việt Nam, bị con gái trong ấy nó dụ hết sạch vì chúng nó xài bùa yêu phải không thầy? Tôi nói cho bà nghe, bùa yêu nó cũng như thuốc vai ra ấy. Bây giờ đấy, gặp cái mặt bà đấy thì mấy ông ấy còn dùng thuốc, là bà phải xài bùa thì mấy ông nó mới hấp dẫn được mấy ông ấy. Chứ còn về Việt Nam nhiều con nó trẻ đẹp cần chó thì phải dùng bùa. Thì con biết thân biết phận của con nên hôm nay con tới kiếm thầy. Con muốn xin thầy một đạo bùa yêu ấy, loại mà super cực mạnh ấy.
để con giải quyết chuyện tình cảm của con. Yên tâm đi, trước khi tôi làm bùa cho ai, làm phép cho ai, tôi hay nhìn người lắm. Dạ. Nhìn mặt cô thì tôi phải dùng cái loại bùa mà super king size ấy. May ra còn quyến rũ được một thằng nó rốt rốt, hiểu không? Thầy. Chứ yên tâm, cái đấy thì tôi sẽ chọn cho cô, nhưng mà quyến rũ thằng nào đây? Dạ, thằng chồng của con. Ô, thế là thế nào? Thì thằng chồng của con ấy, nó chán con thì con muốn tới kiếm thầy để xin thầy một loại bùa cực mạnh để lôi nó về lại với con. Nó liên nó tự ly dị với cô à? Không. Sự thật mà nói ấy thì con bỏ nó trước. Tự thằng chồng nó ngu lắm. Nhưng mà không ngờ khi mà con đi với thằng khác, cái thằng này còn ngu hơn nó đấy. Nên con muốn trở lại. Nhưng mà không ngờ khi con trở lại thì nó chán con rồi, mặt nó cứ lạnh như tiền ấy. Mẹ nó chưa đập vào mặt mày là may lắm rồi. Thầy, mày bỏ nó mày đi, đến lúc mày quay về nó còn bị đòi cái mặt nó nóng hả? Nó mà nóng lên nó còn vác búa nó đập cho vào đầu mày. Thầy, điên con để điên rồi. Nhưng mà hai đứa sống được bao lâu rồi? Dạ được 7 năm rồi thầy. 7 năm cơ? Vâng. Thế thằng này cũng thuộc hạng can đảm đấy. Thế bây giờ thế nào? Vâng, nên con muốn xin thầy ấy, một đạo bộ yêu để con kéo nó về lại với con. Ơi, thế thì cũng được. Nhưng mà thầy, thầy tính bao nhiêu tiền vậy thầy? Thần thánh thì không có nói đến tiền bạc nhá. Dạ. Tôi không thích nhắc đến tiền bạc. Ô, thế là thầy làm free phải không thầy? Free thì cũng không phải là free. Nói đúng ra thì thần thánh mình ăn cây nào mình phải rào cây đấy. Mà dạ muốn vâng. Làm rào thì phải bỏ tiền ra mà làm, có hiểu không? Dạ vâng. Cái gì bây giờ cái Molly Thoth đấy. Dạ. Thế bây giờ đấy cứ deposit cho tôi 500 đô đi. Ôi giời, thế cái gì mà tới 500 đô đắt thế? Thế mà tốn 500 đô thôi thả con khỏi yêu còn đỡ hơn thì thầy ơi. Hay cái cô này, hay nhỉ. Bây giờ cô bỏ cái 500 bạc, cô hốt về một thằng nó làm tôi mọi cho cô cả đời, còn sướng bỏ mẹ rồi còn gì. 500 đô mà còn chia đắt. Thôi thì thầy nói vậy thôi, con cũng xin nhờ thầy giúp con chuyến chứ còn thật. Đấy, tôi nói là tôi thương lắm mà tôi mới giúp đây. Tôi nghe cái chuyện này tôi cảm thấy tôi làm mà tôi áy náy với lương tâm. Thầy, không phải là áy náy với cô mà áy náy với thằng chồng thầy, cô ấy. Này thầy, đếm đi. Đủ nhá thầy. Con mới lấy ở ngân hàng về đấy. Không, tôi biết rồi, lấy ở ngân hàng tôi phải thử cho chắc ăn. Nếu nó giả một tờ lấy đâu ra tôi đắp vào cho thần thánh. Không phải tôi ăn đâu. Thế bây giờ diện mạo của chồng cô thế nào? Dạ, ba chén chè, ba ly nước. Ô, còn thừa một chỗ lại quỳ. Dạ, mặt nó tròn vằn vặn như cái mâm đấy thầy. Nó diễn tả mặt chồng nó mà nó ba ly nước, ba chén chè. Tôi tưởng cúng cái gì, ý là thằng chồng mặt tròn vành vạch cái gì. Dạ vâng. Rồi còn cái gì đặc biệt không? Dạ, còn một hạt đỗ đen quanh vành mồm. Hạt đỗ đen quanh vành mồm? Vâng. À, nó ruồi hả? Dạ vâng. Sao nó diễn tả cái này, mình coi trên ba di bai lai mình thấy giống như là thằng Chí Tài ấy nhỉ? Thầy nói con mới để ý. Nó có giống thằng này không? Ôi giời ơi, thầy bói hay quá. Giống y như Khuân vậy thầy. Rồi, thế mới gọi là thầy hay. Giống vâng, nhưng mà thầy cái này thì để vào đâu đây thầy? Bây giờ mình đem cái này về. Vâng. Đấy, thì gấp lại bé bé thôi. Dạ. Để đeo nó. Vâng, mình đeo ở đâu vậy thầy? Có phải đeo trước ngực không thầy? Đeo vào hai cái quả núi đấy thì nó kẹp thần thánh cho chết à? Thầy, thần thánh nằm mà lựa chỗ thoáng thoáng chứ. Cái nào nó cũng đè bẹp thế kia thì thần thánh có mà ngộp thở. Vâng. Đây này, không có đeo ở đấy. Đeo ở đâu vậy thầy? Bây giờ phải đeo ở lưng quần. Vâng. Đấy, đeo ở trong lưng quần đấy. Vâng. Mà nhớ là tôi dặn nha, nếu không dạ. Quần ải nó không linh là đừng có đi trách tôi. Dạ. Đeo như thế đó, đi tắm cũng không được tháo ra đâu.
Ôi trời, nếu mà không tháo ra thì nó ướt hết thì sao? Vớ vẩn rốt gì mà rốt lắm, nên lấy cái bọc ni lông ấy rồi khâu nó lại. Vâng vâng, vậy để con lấy. Nhớ này, vâng. Cái này dặn mới quan trọng. Dạ nhá. Cô về đấy, càng giảm tắm bớt thì càng tốt. Dạ vâng. Đấy. Dạ bao lâu mới được tắm thầy? Một tuần cũng được, còn nếu tốt hơn là 3 tháng không tắm. Đấy, xong rồi đấy, lúc ăn là phải kiên cử. Dạ. Không ăn được thịt. Vâng. Nhá, tất vâng. cả các loại thịt không được ăn, chỉ ăn seafood thôi. Dạ vâng. Mà seafood là phải kiêng 4 thứ. Vâng. Là ngao, sò, ốc hết. Dạ vâng. Chỉ ăn là cua giang me, tôm hùm và ốc vòi voi. Chết bỏ mẹ rồi, mấy cái thứ đó đắt tiền quá, tiền đâu mà ăn những thứ đấy. Thần thánh nó ăn nhiều vào thì nó mới có sức khỏe, nó đi giúp cho cô chứ cái lại. Này nhưng mà kỵ cái này này nhá. Kỵ gì thế? Nhớ là không ăn sò huyết, không ăn sò lông nhá. Dạ vâng. Mình đeo cái này nó kỵ cái đấy. Vâng, con nhớ rồi. Vậy là cấm tất cả các thứ, nhưng mà chỉ được ăn 3 món thôi là tôm hùm, cua giang me với lại ốc vòi voi. Ừ. Dạ vâng. Vậy thôi mày con đi về nhá, để con làm cho bùa nó linh nghiệm nhá thầy. Ừ. Mày con cảm ơn thầy nhá. Ừ, không có gì. Dạ vâng, con chào thầy. Vâng, vâng, chào cô. Ai đây nữa rồi? Alo. À bà chị à. À vâng, tôi nhớ rồi. À thì phải là cái cô mà hôm trước lên đây là xin tôi cái bùa về để chữa bệnh ung thư cho chồng không? Ừ, bệnh viện chạy hết, chỉ đến tôi là đúng thôi. Ông ấy thế nào rồi? À, chết rồi à? Đấy là do bà. Tôi đưa cái bùa về, tôi bảo là chồng bà phải đeo 3 tháng thì nó hết ung thư. Thế bây giờ mới có 2 tháng nó vật rửa ra, nó chết có phải tôi đâu. Bà đổ thừa như thế không đúng. Cái gì nó rõ ràng? Bây giờ bà cứ bắt chồng bà sống cho đủ 3 tháng xem. Nếu mà nó chết á, sau 3 tháng mà nó chết tôi chịu trách nhiệm. Bây giờ mới 2 tháng nó chết là tại vì nó thích chết. Cái gì? Giả tiền lại á? Xin lỗi đi nhá. Chồng bà bị mấy năm rồi, đi lên bệnh viện nó khám tới khám lui giả bao nhiêu tiền, bây giờ bà đến bà đòi nó được không? Vớ vẩn. Cúp đi. Cúp dài away. À chào anh. Dạ chào thầy. Dạ vâng. Thầy đây có phải là master thạch cao chuyên về bùa ngải không ạ? Yes. Dạ. Master thạch cao, chuyên gia bùa ngải, thưa em. Dạ. It's me. Dạ. Tại con hỏi vậy tại con biết là người Việt không có họ Thạch. Thầy có phải người Việt không vậy? Nhìn mặt này không người Việt người gì? Tôi là người Việt. Nhưng ngày xưa tôi tầm sư học đạo tận Nam Vang cơ. Dạ. À thì sư phụ tôi là họ Thạch. Dạ. Anh có biết cái dòng họ Thạch nó không xuất phát từ Việt Nam mà nó xuất phát từ Ấn Độ. Anh có nhớ chuyện Thạch Sanh Lý Thông không? Dạ dạ biết. Đấy, Thạch Sanh Lý Thông. Dạ. Sau này á thì Thạch Sanh mới sang bên Nam Vang. Dạ. Rồi từ Nam Vang mới chuyển về đây mới có ông Thạch Sanh ở Việt Nam. Tôi cũng thế, tôi sang Nam Vang tôi tầm sư học đạo. Sư phụ tôi họ Thạch. Dạ. À, tôi lấy họ Thạch. Dạ. Dạ, sư phụ của thầy tên gì vậy thầy? À, sư phụ tôi là Thạch Sùng. Dạ. Tôi lấy tên Thạch Cao. Thạch Xanh, Thạch Sùng, Thạch Cao. Ủa sao thầy không lấy tên là Thạch Chè cho dễ nhớ? Vớ vẩn. À mà thầy ơi, hồi nãy thầy nói ở Campuchia là nổi tiếng là có nhiều pháp sư chuyên về bùa ngải thư ếm á thầy. Ủa vậy hồi cái Khmer Đỏ mà giết cả triệu người Miên á, sao không thấy ông thầy nào ra tay thư một vài thằng Khmer để cứu dân? Lúc đó nó cũng chạy bỏ mẹ nó rồi. Có ông nào tỉnh táo đâu mà. Thôi thì chuyện đấy chuyện của người ta, nói làm gì. Dạ dạ, dạ con biết rồi. À vậy có nói tóm lại, thầy là người Việt gốc cây. Ai ai dạ không, gốc Miên. Dạ. Dạ, cho con hỏi thăm sư phụ của thầy còn sống không ạ? Anh đừng nhắc đến sư phụ tôi. Sao? Mỗi lần nhắc đến sư phụ tôi muốn rơi cả nước mắt. Sao vậy? Sư phụ tôi bây giờ quy ẩn rồi. Gác kiếm quy ẩn rồi. Kiếm đâu nữa mà gác. Sao vậy thầy? Ông ấy già lắm rồi, nghe mà đau lòng. Sao vậy thầy? Ông ấy năm nay cũng 70 rồi. Dạ.
ông mới thử làm cái bùa yêu đấy. Dạ. Rồi chính ông ấy đứng ra, ông ấy thử cho bản thân ông ấy. Mới dùng được 2 ngày, gái ở đâu nó tấp tới nườm nượp. Thế là trong vòng 1 tuần ông ấy ngồi xe lăn luôn. Yêu thế nào mà vật ngửa ra ngồi xe lăn. Thế bây giờ đang vào trong nursing home rồi. Rồi để từ nursing home ra funeral home cho nó tiện. Vậy tiếc quá. Không biết là sao mà con, cái chuyện con vậy phải có thầy cao tay ấn mới giải quyết được. Anh buồn cười, anh yên tâm, tôi học hết tất cả các phép màu của thầy tôi rồi. Dạ thầy. Tôi giúp anh được. Dạ. Dạ vậy thầy giúp cho con xin một đạo bùa yêu đi. Để cô gái phải không? Dạ. Nhìn mặt thế này là biết mày dê dữ lắm rồi. Dạ không có. Đang máu à? Không có. Con xin là để cho vợ con đừng có thương con nữa. Thế là bùa chống yêu. Dạ. Thế à, bây giờ à, để xem. Ai, thế à, vợ chồng thế nào? Nói cho tôi biết xem. Dạ chuyện nó gì à, vợ con nó chê con trước. Cách đây 6 tháng á, nó bỏ nhà đi. Mấy ngày đầu á, thì con cũng nhớ nó lắm. Nhưng mà bây giờ con không nhớ nữa. Bây giờ con muốn xin một đạo bùa để cho nó đi luôn đi, đừng có quay lại. Đấy là bùa chống yêu. Làm bùa yêu thì nó rẻ, bùa chống yêu nó lại khác. Dạ. Bùa chống yêu thì thôi anh để bà giết cho tôi 600 đi. 600 mắc quá vậy thầy. Trời ơi, nếu mà mắc quá chắc con phải cắn răng nó lợi vợ con quá. Tiếc làm gì, gớm khổ. Dạ thầy. Exactly. Dạ. Đây ngồi chờ tôi. Nhanh thôi. Cái này à, đây bùa, bùa đây là yêu này. Chống yêu thêm cái màu nó ảm đạm tí. Đấy. Dạ. Mình phải úp lên đây. Thế bây về giờ về để cắt đôi ra. Dạ. Nhá. Rồi đeo vào. Dạ đeo trên ngực hả thầy? Đeo vào lách ấy. Trời đất ơi, cái bùa gì mà phải mổ đeo lá lách ghê vậy thầy? Còn cái lách lại. Lâu lâu nó mới ngọng 1 tiếng mà nói nhanh là nó bị thế. Cái nách tôi dạ, nói được nhưng mà nói chậm tôi nói được, nói nhanh cái lách đấy. Dạ. Bây giờ đây đeo vào đấy rồi à, chờ tôi tí. Dạ. Anh thì phải trì nó phải mạnh hơn thì mới được. Này đây đeo vào cổ. Về phải đeo cái đấy và đeo 2 cái bùa và cái tỏi này suốt 3 tháng không cần tắm rửa. Đấy. Mà nếu mà có tắm ấy, thì không ta phải tắm bằng nước nha, không được tắm bằng nước. Tắm bằng gì thầy? Tắm bằng giấm. Hả? Tắm vị chua lét sao chịu nổi thầy? Mẹ như thế mà còn cãi cái gì nữa. Bây giờ tắm thì tắm bằng giấm, đeo tỏi như thế. Mấy ngày không tắm, cả năm không tắm đi. Con nào nó dám đến gần. Chưa gì đã anh thấy linh nghiệm rồi, thấy chưa? Ôi thầy ơi thầy, thầy ơi thầy, hồi nãy ấy, thầy dặn con á, là đeo cái lá bùa này ở lưng quần. Nhưng mà không biết là đeo cạn hay đeo sâu vậy thầy? Bà phải vận dụng trí óc, bà đeo như thế nào mà nó không nhột nhạt cho bà và không kẹp thần thánh là được rồi. Dạ vâng. Anh Giai xong rồi, anh Giai. Ôi ôi sao mà nhìn thấy quen thế? Anh làm gì ở đây? Hèn chi em chạy về nhà, em không thấy anh ở nhà. Anh làm gì lại đây? Ô, hóa ra 2 người biết nhau à? Dạ không, chồng con đấy thầy. Câu này á, tôi hỏi bà đúng hơn á. Bà tới đây kiếm thầy Thạch Cao làm gì? Hả? Bà tới trước tôi nữa mà. Thì Thạch Cao là chuyên trị về bùa ngải. Về thầy, thì em tới em kiếm thầy. Để thầy cho em cái lá bùa yêu để cho vợ chồng mình sống với nhau. Trọn đời tới ngày răng long tóc bạc. Thầy ơi, kẹp trong lách rồi sao nó bùa chưa ứng nghiệm? Nó còn thương con kìa. Mày kẹp vào lách mày phải chờ nó lên cái độ nóng rồi thần thánh mới thức giấc chứ. Mày mới mà kẹp xong mà linh nghiệm ngay là sao được. Anh
Ơ hay, nhà mình còn nhiều tỏi lắm mà sao anh mua tỏi lắm thế này để làm gì đây? Trời ơi, thương vợ lắm, rớm khổ thương vợ, bảo vợ con thích ăn nem. Con phải mua thêm tỏi về cho vợ con ăn nem, gớm thương chưa chứ lì. Trời ơi anh ơi, trời ơi, em đâu có ngờ là anh thương em như thế vậy. Thôi, sự thật mà nói trả cho thầy 500 đô thì cũng tiếc lắm. Nhưng mà giờ 500 đô mà vợ chồng mình thương nhau vậy, thôi con cảm ơn thầy nha. Chứ không, tôi chưa hiểu việc. Trả được con 600 đô á. Không thôi tôi trở lại thạch cao thành thạch vũ á. Thôi. Tiền vào túi tôi thì đời nào tôi giả lại. Xin lỗi các người thì các người chỉ cần nhìn cái tận tâm uy tín mà để một chữ thù lù thế này mà nó không thấy. No refund, no exchange. Cần cho gì phải dùng bùa, bùa là tôi đây này. Uống ba tất lưỡi thôi, đấy, đã dụ được 1,000 mốt. Thế là trong vòng 1 tháng nay mình vẫn không sợ nhà băng đến kéo nhà. Đấy là cái bùa hay nhất của tôi đây. Bùa đây này à. Toàn là ba cái thơ đòi nợ với quảng cáo không. Alo. Alo. Ừ, ai vậy? Dạ, xin lỗi, có phải là văn phòng luật sư Chí Tài không vợ? Dạ phải. Vậy luật sư có trong văn phòng không vợ? Tôi đang trong văn phòng tôi mà. Ủa sao tôi đâu thấy đâu? Tôi sau lưng cô nè. Ủa? Trời ơi, vô tới đây mà còn nói xeo chi cho nó tốn tiền. Biết sao không? Quen rồi, sang quen rồi. Nhiều khi sát bên cũng cầm điện thoại bóc gọi. Chào cô. Dạ, chào luật sư. À, cô có thể cho tôi biết tên được không? Em hả? Em tên là Hương Thủy. Hương Thủy? Cái gì Hương Thủy? Dạ, chế Hương Thủy. Trời đất ơi, ba cô bây giờ khỏe không? Ủa, luật sư biết ba tôi nữa hả? Trời ơi, biết sao không biết? Ông nổi tiếng lắm. Ủa là ai vậy? Ca sĩ Chế Linh á. Đâu phải đâu. Bộ ai họ Chế là cũng phải con của Chế Linh chứ hả? Ủa vậy không phải hả? Không phải. Vậy xin lỗi. À, bữa nay tới đây có chuyện gì đây? Thì tới tìm luật sư để ly dị chứ tới tìm luật sư làm gì? Cái gì? Ly dị hả? Ừ. Làm ơn đứng xa xa chút đi. Sao vậy? Đứng xa xa chút đi. Đứng gần dễ bị hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Đẹp trai khổ lắm người ơi. Trời ơi trời, cậu ống tự tin dễ sợ chưa kìa. Cô có thể cho tôi biết là lý do nào cô ly dị chồng? À, chồng cô cờ bạc. Trước có giờ không? Hút chích. Trước có giờ không? Rượu chè. Trước cũng có giờ cũng không luôn. Trước có bây giờ không, một con người quá hoàn hảo vậy tại sao phải ly dị? Thì, cô thương chồng cô không? Thương chứ. Hay là chồng cô bị khùng? Anh khùng á, có tự nhiên nói chồng tôi khùng. Chứ tại sao lý do nào mà ly dị? Thì bây giờ khó nói quá. Không ấy luật sư có cây gì cho mượn đỡ đi. Cây gì? Thì cây viết á. Ủa vậy hả? Cây viết hả? Tôi tưởng văn phòng tôi đâu có cây gì đâu. Trời ơi, thì văn phòng phải có cây viết chứ. Thì có từ cây đã, gì? Tôi nói bên động ngộ tôi đó, tôi kiếm. Có không? Nè có nè. Ê, trời đất ơi. Cây viết luật sư bự dữ vậy hả? Luật sư vậy không, cỡ đó không á. Trời, luật sư nói sao chứ mà hỏi tôi lại văn phòng kia kìa. Ông luật sư kia ông đưa tôi cái cậy ấm nhách về thòn à. Ừ. Trời ơi, cái đó là viết chì cô ơi. Ủa vậy cô hả? Cô này là viết quyến tử. Ồ. Thấy không? Rồi sao? Lấy thì viết làm gì đây? Thì bây giờ tôi thí dụ nè ha. À. Chồng tôi là cái viết này nè. Ừ. Thấy không? Ừ. Nhưng mà ổng... Sao? Ổng... Ổng sao? Ổng hết mực á. Hết mực? Ừ. Lão, đứa nào nói tao hết mực? Ai? Tiếng nói ai mà nghe hùng hồn vậy? Ai? Tao nè. Trời đất ơi. Nghĩ sao tướng đi đẹp vậy mày kêu hết mực? Trời ơi. Không chân tao mực nhiều rồi tao đi không nổi sao? Cô ơi, đi ly dị không đem chồng theo, đem ông nội ngoại theo chi vậy? Trời ơi, chồng của tôi đó. À, chứ chắc. Chồng hả? À, xin lỗi nha. Dạ. À, được rồi. Có mặt hai người thì dễ làm việc hơn.
Bây giờ mời cô bước qua bên này. Dạ, mời cụ bước qua bên này. Ủa, xin lỗi, luật sư mới mời ai hả? Dạ, con mời cụ. Nhiều tuổi mà vô duyên muộn hả? Nghĩ sao ta đi hai vợ chồng mày mời vợ ta mày mời em mày mời ta mày quất cái tớ cụ là sao? Mời cho nó ngang hàng trang lứa cho nó trăm năm hạnh phúc coi. Cho nó nhí nhảnh chút coi. Dạ. Dạ. Em mời anh bước qua bên này. Đó, mời vậy là anh nhí nhảnh liền á. Dạ, mà nhí nhảnh ghê. Qua rồi. Anh ấy ơi, sẵn đây cho em hỏi anh ấy được bao nhiêu tuổi vậy? Hỏi tuổi anh hả? Dạ. Em nhìn mặt anh hấp hấp vậy chứ lớn hơn em không nhiêu đâu. Dạ hả? Năm nay anh 79. Dạ. Mày sinh năm 80 phải không? Dạ đúng rồi. Tính số anh hơn mày có số thôi. 79, 80. Trời ơi, chưa thấy ai khôn dung già này. Lấy tuổi mình so năm sinh người khác. Miễn sao có số so thôi chứ. Phải rồi. Nghe tuổi là biết trâu già khoái gặm cỏ non. Ê kệ ông nội tao nghe mày. Tao còn cặp nú không mà tao nhắm tao gặm được tao gặm nha. Mà tao gặm cỏ ngoài đường cho bộ tao chui vô từ đường nhà mày tao gặm hả? Sư thôi mà. Thôi được rồi. Bây giờ hai người có thể nói cho tôi nghe là hai người gặp nhau trong trường hợp nào? Để em kể luật sư nghe. Sao? Tôi với ổng quen á một chỗ rất là dễ thương, rất là thơ mộng, rất là mùi. Công viên phải không? Không. Cà phê máy lạnh? Cũng không luôn. Thấy chưa, ở đâu? Trong tiệm bún mắm á. Hả? Trời ơi, bún mắm mà sao lãng mạn mùi mẫn được cô? Thì bún mắm mà không có mùi cái gì có mùi mày. Rồi sau đó thì sao nữa? Lúc đó bà ngồi trong trong tiệm đó. Dạ. Tôi bước vô. Dạ. Vô tình bà làm rớt một món đồ. Rớt món đồ đi. Đó, ví dụ đi. Ừ. Rồi bà mới cúi xuống bà lụm. Dạ. Mình đàn ông mình ga ra mà ga lăng mà. Tôi cũng cúi xuống tôi lụm tình cờ tay tôi nắm tay bà. Rồi sao? Tự nhiên lúc đó nhà hàng nó bật nhạc lên cái hai đứa tôi nhìn nhau cái phim Hồng Kông. Ủa? Phim Hồng Kông là sao? Nắm tay cái yêu luôn. Trời ơi, ông anh nói em phải để ý nha. Hồng Kông mà hãy thấy nắm tay cái có nhạc lên là yêu à. Để là ví dụ thôi nha. Thí dụ như là đây là cuốn sổ. Anh làm rớt xuống. Em cúi xuống lượm đi. Rồi anh cũng cúi xuống lượm. Tình cờ tay anh nắm lấy tay em. Tình cờ cái mỏ mày chảy máu nè. Cái gì kỳ vậy? Mày có tin là mày vô tình mày lụm cuốn tập mà mày phải cố tình mày lụm răng mày không? Bà nội cha mày tao hốt mày nha. Tao chưa ly dị mà mày dê vợ tao là sao? Dạ không có. Làm thí dụ thôi mà ông anh. Thí dụ nhiều thứ chứ. Dạ. Bây giờ sau đó thì xin bỏ Hồng Kông thì sao nữa? Sau đó hai đứa tôi mới mần đám cưới. Trời đất ơi, làm gì nhanh như tên lửa vậy? Luật sư không nghe ông bà mình có câu hả? Câu gì? Cưới vợ thì cưới liền tay, đừng để lâu ngày. Sao? Tao chết. Ủa? Sao chết kỳ vậy? Già chết chứ sao vậy? Mày học tới luật sư mà có cái già chết mày cũng không hiểu hả? Tại sao hai người yêu nhau ha, cưới nhau lẹ vậy? Tại sao giờ mới ly dị? Thì tôi hỏi luật sư nghe nè. Tôi trẻ đẹp như vậy nè. Nhiều khi tôi thích đi quán bar. Tôi thích đi nhảy đầm. Tôi thích đi vũ trường. Vậy mà ổng cũng đòi theo. Thì tôi cũng chiều ổng. Tôi cho ổng theo tôi. Cái tôi dẫn ổng đi. Cái bữa đó vô cái quán bar, tự nhiên tôi mở cửa ra nhạc sập sình. Cái ổng xỉu à. Trời ơi, xỉu cũng kể chi vậy? Trời ơi, biết ổng già yếu như vậy, yêu chi rồi giờ than khổ. Nhưng mà hồi đó tôi lấy ổng cũng vì lo cho gia đình tôi nữa đó. Hy sinh cho gia đình. Nói như vậy là từ xưa tới giờ, từ xưa tới giờ em lấy tôi chỉ vì tiền thôi hả? Chứ ông nghĩ sao? Ý trời, nói câu nghe nhẹ nhàng mà như tạt thơm nước cho mặt người ta vậy. Né qua một bên, tao nổi điên rồi đó. Còn em, vậy là tôi đã hiểu lầm. Từ xưa tới giờ tôi cứ tưởng em lấy tôi là vì nhan sắc chứ. Hả? Trời ơi,
Bước xuống đi cụ ơi. Câu này tôi bị hố quá. Hố lắm rồi. Trời ơi, gian sắc. Tự tin còn hơn tôi. Rồi cái đó tôi biết rồi. Nhiều khi tôi tự soi gương à, tự ói mình. Ổng như vậy hả? Lấy gì? Rồi ly dị tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng mà chuyện đó bỏ qua một bên đi. Tôi nói luật sư nghe nè. Tôi là con gái lớn lên, lấy chồng thì phải theo chồng. Cực khổ nhiều tôi cũng chịu hết trơn á. Nhưng mà nhiều khi tôi chỉ cần có một đứa con thôi à. Mà ổng thì... Là sao? Thì luật sư hỏi ổng đi. Ê, ông anh! Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Lại đây! Đang nói chuyện bỏ đi đâu vậy? Tính vô trọng kiếm miếng xăm uống. Nhà tôi thì có xăm xiết cái chồng. Đây nè, cổ muốn con, sao ông không ráng cho cổ một đứa con? Luật sư. Sao? Tôi lại luật sư. Thôi đừng lại. Luật sư còn câu hỏi nào có duyên hơn này chút xíu á. Bỏ câu này đi. Câu này là có duyên nhất của tôi rồi đó. Nói nghe nè. Sao? Duyên hay vấn đề này là vấn đề tế nhị. Tôi biết luật sư hiểu mà. Đó. Cảm ơn, hiểu rồi. Hiểu rồi. Nói về ông anh đây đã hết. Tôi biết mà. Tóm lại là ông anh đây đã hết. Nói tóm lại lần nữa thì là ông anh đây đã hết. Chi quát. Mày vừa bụng mày chứ thằng ôn dịch. Mày nói mày hiểu rồi, mày đưa cái viết ra tao đè vô, mày đưa ra tao đè vô rồi chưa vừa bụng mày hả? Vậy thôi tao nói quỵt tẹt lên cho rồi. Hiểu lầm mà. Rồi sao ông không ráng cho cổ đứa con? Tôi nói cho luật sư nghe. Ai lại không biết điều đó? Tôi biết cổ là phụ nữ, cô cũng cần có một đứa con. Chính bản thân tôi cũng cần có một đứa con vậy. Không, nhưng mà bây giờ đó tôi không có, đáng lý ra cổ phải chờ tôi chứ. Đúng. Bây giờ không có, không chừng 6 tháng hàng năm sau nó có sao? Hên xui mà. Đúng. Đó, bởi vì đêm nào bác cũng biểu tôi ăn gà ác tìm thuốc bắc hết. Nhưng mà vừa rồi nó bị dịch cúm gà, nó ngưng thời gian, nó đuối ngang ai biết. Đó là ý trời chứ không phải ý tôi. Mà nói luật sư nghe, thương bả lắm tôi mới ăn gà ác. Chưa có thằng đàn ông nào mà chịu đựng như tôi đâu. Sao vậy? Bà mua 30 con gà ác bà bỏ trong tủ lạnh. Bà cắt 30 thang thuốc bắc về, mỗi ngày bà hầm cho tôi ăn một con. Tôi ăn 4 ngày đầu tôi còn biết con đó là con gà ác. Bà mẹ nó tôi quất tới ngày thứ 10 cái mặt tôi còn ác hơn con gà. Trời ơi cô ơi, ổng nói như vậy tại sao cô không ráng chờ? Chờ gì? Nói tới gà ác tôi mới nói cho luật sư nghe nè. Sao? Thì cho ông ăn gà ác. Cái tự dưng cái ông ăn kêu chứ em ơi đi vô phòng. Cái đừng tôi... có kể thằng luật sư này nó nhiều chuyện. Nó đem ra ngoài phố nó bỏ sĩ luôn đó. Sao? Phải biết là biết làm gì. Thấy mặt chứ. Là biết nhiều chuyện rồi nè. Đừng có kể mắc cỡ chứ. Thôi mà cứ kể. Cái tôi thấy vậy cái tôi cũng. Ông nắm tay tôi cái đi vô trong phòng. Cái ông nắm cái nút. Nút gì? Nút đèn, ổng dặn tắt. Xong rồi cái tôi chớp chớp mắt nhìn ổng. Cái ổng cũng chớp chớp mắt nhìn tôi. Tôi mắc cỡ, cái tôi nhắm mắt lại. Ổng cũng nhắm mắt, xong tôi mở mắt ra cái ổng ngủ à. Hả? Chị kia con của trời. Nói một cái tôi muốn ngủ thiệt rồi. Trời đất ơi. Nhưng mà cô à, dầu gì đi nữa thì ổng cũng đã từ bỏ những thói hư thật xấu hồi lúc còn trẻ rồi hả? Lấy con. Cô còn đòi hỏi ổng nhiều điều gì nữa? Thấy không? Tôi nói cho cô nghe, sống ở trên đời á, chưa chắc cái gì muốn mà mình xuống làm cũng được. Thấy không? Bây giờ cô nói ổng là không có con với cô. Cô có chắc rằng cô lấy người đàn ông khác, cô sẽ có con hay không? Luật sư. Xin lỗi, tôi vô duyên.
Không không, câu này anh thấy em có duyên nhất. Hồi nãy giờ mày nói câu này là có duyên nè. Bây giờ em là thần tượng của Hoa rồi. Câu này em nói có duyên. Bây giờ em thử thách bà lấy em đi. Nếu có con tôi con em luôn. Hả? Xin lỗi, câu này anh vô duyên hơn nè. Đúng vậy. Bây giờ tôi hỏi hai người lần chót, hai người quyết định ly dị phải không? Yên lặng. Yên lặng có nghĩa là đồng ý. Được, tôi giúp hai người. Nhưng mà trước khi làm thủ tục thì tôi muốn nói hai người một cái vấn đề rất quan trọng. Đó là vấn đề tài sản. Tài sản của ông trước khi gặp cô ta gồm có những gì? Và sau khi cô ta, tài sản gồm những gì? Tài sản ông, đó là vấn đề rất là quan trọng trong vấn đề ly dị. Tôi à, có chuẩn bị trước ha. Very good, very good. Hả? Cái gì? Tất cả tài sản của ông đều dành hết cho cô ta. Vậy thì phần tài sản còn lại của ông là cái gì? Tài sản của tôi, tài sản của cả cuộc đời tôi chính là cô ta đó. Cảm ơn luật sư. Tôi cảm ơn luật sư đã lo lắng cho tôi. Nhưng mà bây giờ có voi hút cũng vậy thôi. Bò nhầm nhỏ gì. Muộn rồi luật sư ơi. Muộn thiệt rồi luật sư ơi. Muộn rồi.